chở bao nhiêu? Trong luôn đi tượng. Sao lộn trong đi. Nãy giờ được bao nhiêu rồi? Tôi chở hoài nè. Chở nào là cái mô cao vậy? Nên xin chào cô chú anh chị ha. Thì giờ nên đang đốt lửa nè. Thì chuẩn bị nướng một mớ chuột ha. Rồi cái đầu lai gai với anh chủ của cái chài này nè cô chú anh chị, cũng là fan cứng của nền nha. Ưa coi video của nền hoài à. Thì cái chài này của ảnh nè, nên ở nhà ảnh đứng kìa. Anh đang đứng coi người ta đổ đất á. Thì giờ nên đang đốt lửa nè. Đốt lửa cái bắt đầu để cho có than, cái bắt đầu sẽ nướng ha cô chú anh chị. Đó. Nướng. Rồi. Bây giờ nên bây giờ để chút xíu á cho có lửa than ha. Lửa than cái bắt đầu cái đầu nướng lên ha cô chú anh chị. Giờ này thì cũng tối rồi nên cũng đặt chuột xong rồi. Bên này nên đặt cánh bên đây với cánh bên kia. Cánh này người ta cắt luôn rồi nè. Nên đặt cánh bên đây với cánh bên kia. Mong rằng tối nay sẽ có lý á. Quá nóng rồi nuôi. Đây tại có xe ta đang chở đất đó cô chú anh chị, cho nên nó hơi ồn ào, cô chú anh chị thông cảm ha. Cái dĩ này nướng đã luôn, nhiều chuột hay thiếu rồi. Dĩ nướng đã luôn. Ủa sao nhút bột anh chưa hay nằm luôn hả? Chưa, ông chú ông anh không ăn mà. Dạ hả, dạ anh ba hay nằm ở tàu, phải biết chưa bắt mấy chuột có hay nằm. Mấy chuột có con á, con chuỗi á cô chú anh chị. Anh bà anh nói ăn đồ ngon dữ lắm luôn. Nó giống y gan hộp vịt lộn vậy anh. Nó béo hơn hộp vịt lộn nữa. Nó mà lăn bột qua đem ra lăn bột anh chiên là bá cháy con bà vẫy luôn. Bá cháy bị chết. Còn chỗ đó nó cháy cho nó cháy hết hàng. Nhít con này quá. Quá nóng là mùi. Nóng dữ lắm luôn. Đó, còn nó cũng nguyên chùm Hà Nam. Hà Nam là chuột con phải nói với chú anh chị. Anh ba nói ăn ngon lắm. Béo lắm, béo. Đừng cho nó nổ ra cái nó bị xì. Cái dĩ này thêm khoảng chừng 5 con nữa mới có đầy. Đúng rồi. Anh tính mà nhiều đó chứ anh ba nói ăn nhiều thôi, ăn gì hết. Mà chịu ăn con lỡ à, chứ không chịu ăn con bự. Bự quá, bự cái thịt nó mới dai anh ơi con. Ừ, anh lựa con lỡ, anh làm hết trơn. Còn đâu 3-4 con bự à. Bắt mấy con lỡ làm thịt hết. Làm gì trời. Bắt bên lại đâu mấy con nữa, 2-3 con nữa. Dạ chưa. Con tới 12 mấy con ăn cơm. Nhìn hấp dẫn ha cô chú anh chị. Ngon quá ha, trắng ha. Chuột này mập nè cô Khang, nhưng mà nó không có mỡ. Nhưng mà mỡ ít thôi. Ừ. Trời quá lửa. Kêu đặt được mấy chục cái anh kìa. Rồi. Anh Khang thứ mấy anh Khang? Anh ba. Rồi kêu cho nó dễ anh ba, ngồi nó vô anh ba ơi. Ừ. Rồi ngồi nó lên nữa chút xíu anh uống vài ly anh té anh ba. Sao? Rồi, anh em mình trước lại sao quen ha. Nhậu bữa tiệc này là cái bữa tiệc gặp gỡ là chúng ta sẽ quen. Dạ. Ai cũng chúc sức khỏe hết nha. Dạ. Phép làm cái gì đầu tiên là mình xin đất đai luôn đi. Nhưng mà đất đai gì nhậu đổ cho em Út nó làm ăn khá giả. Chạy đại gặp. Rồi đổ cho ông chủ đất này ổng làm ăn cũng gặp nhiều may mắn. Ok. Rồi anh xin phép muốn trước nha. Dạ. Đây là mời cô chú anh chị dùng ha, với anh em lên ha. Này anh ba là chủ của cái trại nè đất, còn đó là chị ba vợ ảnh đó. Hai ông bà đây món chuột tuyệt vời chuột hấp dẫn hả chú anh chị. Giống đi anh thôi, giờ theo lực lệ ăn nhậu có thiện ly rượu con chuột ngang. Không còn nhiều lắm, đừng có lo. Không ký mấy 2 kg kìa. Ừ còn còn cái mấy 2 kg kìa kha. Ở đây quy định nhậu của mấy anh em của em là uống á, là một con chuột hoặc một ly rượu. Ly con làm tới đi. Chứ cứ kiểu này là đau rồi á, chứ không
Ê, quý vị thấy rõ ràng ăn cái đồ chua uống ly thì nó ngon sao đâu á. Thiệt em. Đúng rồi. Mời dạ, dạ luôn nha. Ông dạ dạ không mời gì Út mai này rồi nè. Vô. Vô. Vô chạy cầm thư chuột vô luôn. Thật hàm thiệt quá. Yeah. Củ lò, củ lò ngon dữ ta. Chấm mưa ớt nè cô chú anh chị. Đó. Củ lò. Thơm quá, gắt luôn. Nhìn chuột nó gắt luôn. Có tiêu rồi nè. Bên nó nấu. Thì bởi vì uống vô là biết đó, cái hậu của này nên xẻ ra kìa, còn thao. Cũng như là người ta nấu chứ không phải rượu đóng chai chị. Rượu đóng chai uống. Uống không có, nó không có thơm mà nó không có hậu ngọt gì. Cái bữa đó uống rượu đóng chai, bữa đó uống 1-2 ly. 1-2 ly là bỏ luôn á. Vô làm con đi. Thôi, không ăn đi, ăn đi. Uống chưa? Dạ, uống rồi. Em gặp chuột sợ lắm rồi. Em mà tên gì? Dạ, em tên giáo giống anh á. Anh em mình tên á. Chuột tên hả? Dạ. Cô Khang hả? Út Khang. Thôi mày ốm hơn tao, mày làm em đi ha. Dạ. Còn này em tên Lợi. Lợi hả? Em tên Trung. Trung hả? Dạ. Ờ, cái thằng hồi chiều nó cắt dây điện á, kêu không tên Lợi mà không có kêu tên Lợi, kêu Lợi đủ luôn. Cái tên này, bỏ tay, cái tên này nha, suốt gì. Nói sao, mình là bà suốt Lợi. Lợi, Lợi kêu Lợi, Lợi đủ, Lợi này Lợi gì cũng biết. Cái tên nha, suốt gì. Này kêu Lợi Vũ. Lợi Vũ. Ok, Lợi đủ, này Lợi Vũ. Khăn lớn giống như khăn nhỏ nha. Dạ. Nghe tên nghe quá sướng luôn nhờ. Ở đâu mà trùng tên đụng thôi, giờ mày đặt lập rồi mày ở đây luôn, đừng gì trễn mày. À, ai cũng tao mà nhảy vô. Biết không? Mà anh em ruột mừng. Ở dưới này anh có coi có còn cô nào không, anh cưới giùm em luôn đi, em ở dưới này luôn. Rồi, kết này có gì trễn hết rồi. Em cô giáo mà chưa chồng. À, mày chia hơi ông đi, ông ba, ông bà là ông chia hơi miệng miếng đi. Nghe dạ, chia dạ. Chia cho em bà đi. Đồ của mình cứ hứa cho người ta. Rồi, bà đi. Rồi, bà đi. Rồi, bà đi. Rồi, xài cho hết bỏ ổn trời. Sao mà ngậu ăn được chuột đi. Thì vô ăn chị. Chung. Đồ của mình. Ăn miếng chị. Đừng ăn, đừng ăn đi. Uống cái rồi em trai. Chứ quay hoài sao. Rồi, nên mày cô chú anh chị dùng miếng rượu với nên luôn ha. Hồi biết em nó tới giờ mới nhậu bữa nào. Hả? Bằng còn món mới đúng bài nữa. Cái gì vậy? Đông thiết luôn rồi. Nó ủi đừng ủi quá ủi rồi. Cái chạy yếu đó. Cái này lẽ ra là anh không được phép dùng, nhưng mà em để thì anh gái ăn. Dùng đi, bên đây còn đây. Dùng đi, em thì em không có biết ăn cái đó đâu. Cái này thì ngủ không được. ăn chuỗi đó là ngủ không được phải không? Mà thường thường là ông mình khó ngủ làm gì nè. Em biết đâu là tùy rồi, muốn làm gì làm mà. Mẹ nó mằng vú đi, không nói nữa. Trời ơi. Bỏ tay luôn. Nói thằng đàn ông này cho nó ngộ lắm nè. Ngủ không được là nó hay kiếm chuyện. Nói chứ mà không có cỡ ra chứ mỗi lần mà nhậu chỉnh được rồi. Tới công chuyện kìa. Phải có ngậm ngậm giờ giờ mới được, cũng được. Hợp lý, hợp lý. Anh nhậu ba. Tối nay có đồ giờ đó. Hồi đó giờ anh nhậu là 80 phi á, mà chỉ có nghe em nói là giống giống được được anh nghe được. Nhiều anh em mà vô nhậu nói phụ nữ hả? Tối nó làm gì cái trời ơi, thôi có đâu có đâu. Chán như tôi sợ. Thật ra nó đừng kim tốn kiểu đó. Bữa nào uống rượu thuốc còn ngon nữa. Bây giờ nên sẽ tạm dừng đây. Vô dùng với anh em, mấy anh em chút xíu. Cái bắt đầu chút xíu khi nào nên có đi thăm chuột á, thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem nghe. Trời, bữa nay ai luôn. Ý, có con vịt kìa. Con vịt nhà bên đây nè. Con vịt của nhà bên đây. Nhà đằng đó đó hả? Nên cũng xin chào cô chú anh chị buổi tối ha. Con vịt lội kìa. Thì giờ này cũng 8 giờ rồi. Nãy giờ ngồi chơi với ông anh ba chủ ruộng cô chú anh chị. Rồi cái giờ này mới đi về nè. Ý mới đi nên 8 giờ nên mới đi thăm. Thì nên mời cô chú anh chị cùng thầy vợ chồng nên thăm bảy luôn ha. Mong rằng bữa nay sẽ có lý ha cô chú anh chị. Cái ruộng này nó có lý gì chứ. Mới cắt lúa mà tại ở đây nó cũng ít chuột của chú anh chị. Chứ năm rồi là chỗ này là chuột nhiều dữ lắm luôn. Năm rồi hai chồng anh đi á, là chuột nhiều dữ lắm luôn. Mà năm nay thấy hiu. Năm nay thấy chuột không yếu. Đây con nè. Nhỏ. Này có thằng lính lên đi theo rồi, xuống đây là nó đi theo nè.
Đây, phải xả lên. Chào cái gai. Chào cái nha. Ừ, qua cậu đi, qua cậu này chứ. Nặng là bay mương. Ồ, đây con bự nè. Đi có đặt không? Có chứ em. Được nghe em nữa. Con bệnh gì luôn. Có chữa không? Đúng rồi. Đực mà. Ui, cái mập. Bự. Cái gọng gì. Ừ. Đây con chị gà. Chị gà nó. Đi kiếm ăn. Lên con nhỏ. Lên con. Được nó đây nè. Nó chạy ra nữa. Ừ. Lấy cái đó về qua đây nè. Chích ra. À. Khẩu gì cũng được. Cũng bự. Bé cho bự gì. Ở đây còn cái nó hết rồi. Ở dưới nó hả? Đây chân tròn. Chân tròn, chân sáng chân luôn. Ủa, cái này chất quất. Ôi, trái nhiều quá hiền. Nó còn bự. Ngon. Ngon nghe cả nhà ơi. Ngon không? Thương quá à. Thương. Năm này không bằng qua à. Bên quà sấy của nó ngon. Năm này không bằng năm rồi ha. Ừ, năm rồi nhiều. Nó gò bên quà sấy. Con vậy? Đó. Anh chứ. Đây con bằng gì? Đây con nè. Con này là nhỏ hả? Giỏi. Một dừa. Cái này bự. Đó con bự. Này hang luôn. Ừ. Con nói chắc trong hang nó ra quá. Đi cầm cái đó đi luôn đi vậy. Hang đó có con còn một. Đó con bự. Đây. Đi cầm cho. Chuột mới cắt lúa bự quần thôi. Này chuột quất. Có mới đúng hậu luôn á. Rồi xảy luôn. Chắc liền rồi. Liền rồi. Cha chỉ cái gì chi chinh? Không phải. Về dưới về. Gì à? Ai biết. Thằng xe tải nó vậy. Mình nói với mình con kìa. Hai cái hai con. Ồ, ba con luôn vậy. Đen con nữa. Đen con nữa. Đen con nữa. Đen con nữa thôi. Đen chứ quốc luôn. Ba cái ba con. Hai con nhỏ con bự. Đây chú bự rồi. Bự không? Bự. Chụp bự nghe cả nhà. Bên kia. Cái cạnh chính này lên kiếm cái gặp. Ai ngờ gặp văn luôn tốt dữ luôn. Bự ha. Quào quào cái đít á. Nên xin chào cô chú anh chị nghe mới ha. Thì giờ này sáng mùi sương còn quá trời luôn cô chú anh chị. À, mùi sương còn trắng hết trơn luôn kìa. À, ông mặt trời ông cũng lên này. Quay hướng này thì hơi cháy mặt trời. Cô chú anh chị thông cảm ha. À, sương dày đặc luôn. Sáng hai chồng mình ha. Đi gom gạch nè. À, tối cái nên... nên được 4 cái đinh thăm về được 4 kg mà cái nên lo căn cho căn chuột á, căn chuột cho em chung nó đi về, cái nên quên quay mất, quên quay chia sẻ cho cô chú anh chị xem luôn, rồi để căn xong em nó đi về rồi nên mới nhớ.
thấy gì thôi đại sản luôn. Hồi tối nên thăm được có 4 kg à. Giờ mong rằng cứ sáng này kiếm thêm vài ký nữa coi cho thấy nó im im. Và sáng anh đang đi gom đằng trước, ở đây đựng con nhỏ nè. À, ông lôi gom vô một đống luôn. Ủa, đây con nè. Đây con bự. Chuột bành kia luôn. Này chết quét à. Này chết luôn. Chuột nó ra đây mà không dính nữa. Để nữa đốt gom cái đặt lại. Đốt gom dễ thấy đường ta. Đây con nhỏ. Không có siêu to. Ủa mấy cái này chết cái trang. Không biết bà xã anh Thành vẫn có không. Sáng ông chạy lên là mà sương quá chân sương. Sáng giờ hai vợ chồng lên cũng thăm xong rồi của chú anh chị. Sáng giờ hai chồng lên cũng thăm xong nè. Chuột lớn được mấy con? Chuột lớn được 10 con. Chuột bành bành thôi ha. 10 con này 2 kg xiên nè. 10 con hả? Ờ chắc cũng gần 2 kg á. Ờ gần 2 kg à. Lát xíu mình căng thử luôn. Không mà không mà chuột bự bự như vậy là có cỡ 6 con 1 kg nè ha. Ờ thì khoảng gần 2 kg. Nếu mà chuột bự bự như vậy nè chú anh chị. Tại mình 10 con gần 2 kg. 10 con ký mấy à? Thì gần thôi chứ đâu được hơn. Đâu được 2 kg đâu. À, có con này nè, con này phái này nè. Tới số nó vàng mà cái nuôi nó. Cái đuôi còn ngắn. Cái đuôi cục. Phải công nhum không? Công nhum á. Lông nó xịn xịn anh ha. Mà con công nhum này đẹp nè, cái con công linh nhum này nó lai vàng nè, anh thấy cái lông nó có vàng không? Vàng hai bên lỗ tai luôn. Nè, mà hai bên đây. Bên lớn mà cái lỗ tai bị chì bá hình. Anh hỉnh cái lỗ tai lên kìa. Nói chuyện đó, nó dạo dạo lỗ tai lên kìa. Đó, đó, đó. Hello, hello. Không biết phải công nhum con không biết. Thì nó lai. Lông lá đang lùi mà. Ừ. Nhưng mà nó vẫn có màu vàng. Thấy thấy cũng giống hệt con cũng nhum con. Đau. Hay là sợ chuột cơm nó chưa một lông đủ không? Không, nó lai anh. Lai ạ. Cái giò nó khác nữa nè, giò nó không có giống cái giò con kia. Thấy không? Giò nó khác. Nhưng mà nó nhỏ xíu mà nó cắn đau lắm. Thì tính ngày nay nên chắc cũng được 6 kg ngoài rồi của chú anh chị. Được 6 kg mấy à. Rồi, thôi bây giờ nên cũng tạm dừng video đây ha. Thì nên cũng cảm ơn cô chú anh chị em cũng đã luôn đồng hành và ủng hộ vợ chồng nên. Vợ chồng nên cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị em lại video sau nghe. Chúc cô chú anh chị em xem video vui vẻ. Bye bye. Chào các ơi. Chào cả nhà.